Thời tiết thay đổi, ô nhiễm môi trường thường gây viêm mũi, dị ứng viêm xoang. Viêm xoang luôn gây ngạt mũi, khó thở, đau nhức ê ẩm vùng đầu mặt, bệnh hay tái phát. Giới thiệu Thông Xoang Tán, nguồn gốc thảo dược giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm. Thông Xoang Tán hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. Có Thông Xoang Tán, không lo viêm xoang. Thông Xoang Tán, sản phẩm của